máy đồng hóa mẫu Silent Crusher của Haydon. Thiết bị có khả năng hoạt động êm ái, người vận hành không cần phải đeo bông tai hoặc bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Đối với những máy đồng hóa thông thường, độ ồn có thể lên đến 80 dB, nhưng với Silent Crusher, hộp truyền động với thiết kế không dùng khớp ly hợp làm giảm tiếng ồn xuống đến mức 44 dB. Hộp truyền động cảm ứng từ hoạt động không tạo gió, cho phép vận hành thiết bị trong những không gian nhỏ. Cách sử dụng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đặt ống phản ứng vào đúng vị trí, hệ thống sẽ tự hoạt động. Thiết bị có tính năng an toàn tự ngắt sau 90 giây để bảo vệ mẫu đồng hóa không bị quá nhiệt. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng nước đá hoặc nước để giữ lạnh cho mẫu đồng hóa. Ba đĩa kèm theo sản phẩm giúp điều chỉnh độ cao phù hợp với các bình làm lạnh khác nhau. Dòng sản phẩm máy đồng hóa mẫu Silent Crusher của Haydon có tốc độ quay cực đại lên đến 75.000 vòng một phút. Đây là thiết bị đồng hóa nhanh và êm nhất trên thị trường hiện nay. Tuổi thọ hoạt động trung bình của thiết bị lên đến 10 năm nhờ công nghệ không dùng động cơ độc đáo. Không còn thời gian chết dành cho việc bảo trì hoặc sửa chữa, chi phí thay thế linh kiện cũng được giảm đi một cách đáng kể. Dòng Silent Crusher M đặc chế cho việc đồng hóa mẫu lên đến 2000ml. Tùy chọn với 13 kiểu ống đồng hóa, đường kính từ 6 đến 22mm, phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi để được dùng thử dòng sản phẩm Silent Crusher của Haydon.